Rồi xin chào các bạn nha. Hôm nay thì có thời gian rảnh thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách điền biên bản tổng hợp kết quả và sát hạch lái xe mô tô á. Cái biên bản này vào ngày thi á, các bạn sẽ tới sớm và yêu cầu là các bạn phải hoàn thành cái biên bản này. Sau đó nộp lên bên hội đồng thi. Thì để cái hoàn thành biên bản này mình điền rất cơ bản thôi. Chủ yếu phụ thuộc vào trong cái thông tin cá nhân của mình. Thứ nhất mà về cái phần họ tên thí sinh thì không có về năm sinh này, những cái phần khu vực điền và mọi yêu cầu là phải có, và những cái khu vực mà không cần viết qua thì mình sẽ lưu ý trong trong video này luôn á. Thứ nhất nè, cái phần họ tên thí sinh thì tất nhiên là phải điền rồi, họ tên của mình, nam nữ, ai nam ghi nam, nữ ghi nữ vào ha. Nè các bạn có thể nhìn rõ ha, ngày tháng năm sinh của mình, đây là những khu vực quan trọng ha, ngày tháng nè, năm sinh nè, quốc tịch gì. Ở đây Việt Nam thì mình ghi Việt Nam thôi, còn những anh chị nào người nước ngoài á thì mình ghi quốc tịch của mình vào nha. Và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi cái hộ khẩu thường trú có nghĩa là trên cái tờ, trên cái chứng minh nhân dân, căn cước công dân của mình, hoặc là trên cái passport của mình á, là ở đâu thì mình ghi y chang vậy luôn nha. Thường cái nơi đăng ký hộ khẩu thường trú này nó nằm ở dưới cái dòng mà dòng thứ hai á, sau cái dòng quê quán. Rồi đây là quan trọng nè, về riêng về cái nơi cư trú và đơn vị công tác, cái phần này mình không cần biết nha, nên cho ít là bỏ qua ha. Nơi cư trú và đơn vị công tác bỏ qua. Và cái phần số chứng minh hay hộ chiếu hay căn cứ công dân bắt buộc phải điền, cấp ngày tháng năm ở đâu, thường nó nằm ở mặt sau á, ngày tháng năm này điền vào nè, ngày tháng năm nè. Rồi tại đâu, thứ nhất đối với trường hợp anh chị nào sử dụng chứng minh nhân dân thì mình ghi là cấp tại công an tỉnh thành phố nào đó à. Rồi còn ai mà sử dụng căn cứ công dân đổi hiện tại á thì mình sẽ điền vào là cục cảnh sát nha, cục cảnh sát cho nó ngắn gọn nha, không cần điền ra cục trưởng cục quản lý sức nhà mình, thông tin gì đó rất là dài dòng thì mình chỉ cần ghi đơn giản thôi là phần cục cảnh sát. Rồi thi giấy phép lái xe mô tô hạng, ở đây nếu mà các anh chị thi bằng lái xe từ 50cc á đến dưới 125 là thường gọi là bằng lái xe máy gì đó, hạng A1 thì mình ghi hạng A1 vào. Còn ai mà thi bằng mô tô A2 thì mình ghi A2 trên 175cc. Học lái xe tại cơ sở đào tạo, anh chị thi hội đồng nào thì mình ghi hội đồng đó thôi ha. Ghi vào ngày tháng năm. Rồi sẽ có bao ba khu vực quan trọng. Thứ nhất nè, ngày tháng năm nè, ở đây mình sẽ ghi chữ ký của mình ra và họ tên của mình gì đó, và chữ ký họ tên. Đồng thời sẽ có hai cái phần lưu ý nữa. Thứ nhất nè, phần kết quả sát hạch lý thuyết ngày tháng năm, cái này bắt buộc phải ghi ngày tháng năm, và mình sẽ ký tên vào phần này nha, ký tên vào ô thí sinh ký tên, chứ không phải là ký vào cái phần kết quả sát hạch viên hay là số điểm đạt được. Lưu ý không ký vào hai phần này nha. Rồi ở dưới cũng như chàng vậy luôn, ngày tháng năm ký tên, không ký vào những ô này. Vì trường hợp nếu mà các anh chị ký nhầm vào ô này, vô số điểm đạt được này, số điểm đạt được hay là phần sát hạch viên, sát hạch viên, phần này là bắt buộc phải điền lại từ đầu, lưu ý nha. Rồi sau khi mà điền xong cái tờ khai biên bản này, mình sẽ kẹp chứng minh nhân dân hoặc là giữ một số hội đồng người ta sẽ bắt yêu cầu là mình sẽ kẹp chung chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của mình vào trong tờ giấy này luôn để mình nộp lên. Còn một số hội đồng khác thì người ta sẽ kêu mình cầm lại chứng minh nhân dân mà chỉ cần nộp tờ giấy này lên được thôi.